Bảng B, cú đối đầu giữa đương kim vô địch và đương kim á quân. Và trái bóng cũng đã lăn trong cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Trong hiệp đấu đầu tiên với bộ trang phục màu đỏ rất rất quen thuộc, các cầu thủ Việt Nam của chúng ta khiến cho đợt triển khai tấn công của Malaysia không trở thành hiện thực. Ngay cả Duy Mạnh cũng tràn sang phần sân của đội bóng áo vàng. Quang Hải. Đó là một lỗi từ phía cầu thủ của Malaysia. Pha phạm lỗi của Siafik khiến cho Malaysia gặp cực nhiều khó khăn, đặc biệt là khả năng áp sát của hàng công. Một trong những người tích cực gây áp lực nhất cho đối phương chính là Tuấn Anh. Thêm một lần nữa thì Siafik Ahmad bị thổi phạt. Trong pha bóng vừa rồi thì cả Duy Mạnh cũng đã dâng lên rất cao để hỗ trợ cùng với đồng đội của mình. Duy Mạnh, Văn Thành. Thêm một tình huống phạm lỗi nữa của đội tuyển Malaysia. Ở trận đấu với đội tuyển Lào thì Arif Aiman thường xuyên dâng cao, nhưng ngày hôm nay thì số 13 của đội tuyển Malaysia có lẽ sẽ phải... Duy Mạnh vừa rồi đã tiếp tục có một tình huống dâng cao và áp sát cầu thủ đối phương. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Thêm một đường chuyền dài nữa. Quang Hải. Họ có nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công. Nhưng đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đang cho thấy những cơ hội đến từ nhiều hướng khác nhau. Việc chúng ta dâng cao cũng đã giảm thiểu rất lớn những nguy cơ có thể xảy ra đối với khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Đó là những gì mà Hoàng Đức và Tuấn Anh có thể dành cho nhau. Sơn ý của hai cầu thủ này đang mang đến một gọng kìm có thể nói là cực kỳ chắc chắn và hiệu quả của đội tuyển Việt Nam ở tuyến giữa. Người đã cắt đường truyền của Văn Thành là Safari. Khi đội tuyển Việt Nam có Văn Hậu ở trên sân thì cánh trái là một trong cánh tấn công ưa thích của chúng ta. Một cách hạ nhiệt hợp lý của Tuấn Anh để tránh cho Thành Trung vướng vào những tranh cãi không cần thiết. Thành Trung đã phải nhận một thẻ vàng ở trận đấu với đội tuyển Lào rồi. Có thời cơ cho những cầu thủ ở phía trên chạy chỗ và tìm khoảng trống. Đã có thẻ vàng đối với cầu thủ của Malaysia sau pha phạm lỗi với Hồng Duy. Ghazali, hậu vệ phải của đội tuyển Malaysia là người phải nhận án phạt. Tình huống chơi lao vào tranh chấp bóng. Đó là điều chính xác. Vì những áp lực mà những cầu thủ như Australia, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản tạo ra lớn hơn rất nhiều. Đã đến lúc có dấu hiệu mất bình tĩnh từ những cầu thủ Malaysia. Họ bắt đầu có dấu hiệu của những tình huống chơi bóng ác ý hơn. Và đây là lúc mà chúng ta phải hết sức thận trọng với những tình huống va chạm. Vì có lẽ tất cả vẫn còn rất dài phía trước trong hành trình của đội tuyển Việt Nam. Thầy Park cũng sẽ phải tính tới điều này để sẽ có những điều chỉnh nhân sự phù hợp trong hiệp đấu thứ hai. Đó
Trọng tài dành cho Quế Ngoài một chiếc thẻ vàng. Đó vẫn là một tình huống pha chạm bóng hay của Công Phượng. Quang Hải, không biết người rời sân nhường vị trí cho Tiến Linh có phải là Phan Văn Đức không. Trọng tài ở ngay sau tình huống phạm lỗi này và tất nhiên đã biết lỗi của Bachia. Đá ở vòng loại thứ 3 thì Hồng Duy phải nói là tương đối vất vả, nhưng sang sân chơi AFF Cup chúng ta thấy một Hồng Duy hoa. Trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc, có lẽ không phải trận đấu mà là show diễn của đội tuyển Việt Nam. Nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, Linh Park Hang Seo cùng với các học trò đã có một màn trình diễn thuyết phục, giành 3 điểm thuyết phục trong một trận đấu mà ông coi là trận chung kết. Nhưng có lẽ đó chỉ là cách để giúp các học trò của ông duy trì sự tự tin cao nhất mà thôi. Hoàng Đức là người kết thúc cho show diễn ngày hôm nay của chúng ta bằng một bàn thắng tuyệt vời. Trước đó những người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam là Quang Hải, là Công Phượng. Và có lẽ huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ phải dành những động viên cho ông Tan Trang Huê khi mà đội bóng của ông có thể nói là mất cả chì lẫn chài ngày hôm nay. Không có được điểm số nào và có lẽ mất khá nhiều cầu thủ quan trọng mà ông chỉ còn biết chờ đợi là 6 ngày tới họ có thể kịp trở lại cho trận đấu gặp Indonesia mà thôi. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam với chiến thắng phải nói là rất ấn tượng ngày hôm nay. Xin cảm ơn huấn luyện viên Park Hang Seo và các cầu thủ đã mang đến cho chúng tôi, những người hâm mộ Việt Nam, một buổi tối chủ nhật tuyệt vời và hướng đến một tuần mới với nhiều thành công và thành công hơn nữa. Quý vị thân mến, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với chương trình bình luận sau trận đấu của Đài Truyền hình Việt Nam.